Chào các bạn thân mến, tuổi thiếu niên chúng mình và chiếc khăn quàng đỏ luôn gắn bó với nhau. Chiếc khăn quàng tươi thắm luôn nhắc nhở chúng ta phải xứng đáng là những người đội viên tốt. Và chiếc khăn quàng còn ấp ủ bao ước mơ của tuổi thơ muốn trở thành những người đoàn viên trong tương lai. Những tình cảm ấy đã được thể hiện trong những ca khúc dành cho tuổi thiếu nhi chúng mình của các nhạc sĩ. Và qua nhiều thời gian năm tháng, chính những bài ca ấy đã trở thành hành trang bước vào đời của tuổi thiếu nhi chúng mình. Đây một mùa xuân trắng hoa hết tưng bừng, đây thời niên thiếu hát ca vang mừng, khăn quàng đỏ tươi. Chắc hẳn các bạn đều đã nhận ra giai điệu bài hát Đến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên rồi phải không? Bài hát đã ra đời trong những năm tháng gian lao khổ cực của đất nước ta. Có biết bao nhiêu bạn nhỏ đã hát bài ca ấy và để rồi lớn lên trở thành những người đoàn viên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe bác Phạm Tuyên nói chuyện về bài hát Đến lên đoàn viên nhé. Thưa bác Phạm Tuyên, chúng cháu muốn biết là hoàn cảnh ra đời của bài hát Đến lên đoàn viên được không ạ? Như thế là năm nay là bài Tiến lên đoàn viên được 45 tuổi. Người sáng tác ra nó thì cứ già đi, mà bài hát cứ trẻ mãi. Trẻ là tại vì là nó được các cháu hàng năm đều hát, cho nên là cái đó nó làm cái niềm vui nhất đối với lại người sáng tác. Nhưng thưa nhạc sĩ Phạm Tuyên, chúng cháu muốn biết cụ thể hơn một chút về hoàn cảnh sáng tác của bài hát. Hồi đấy là năm 1954, đoàn thanh niên lúc đấy gọi là đoàn thanh niên cứu quốc, thì có chủ trương là đối với lại các em thiếu nhi mà phấn đấu tốt, tên là cái đội thiếu nhi lúc ấy gọi là đội thiếu nhi tháng 8. Thì là em nào trong cái đội thiếu nhi tháng 8 mà phấn đấu tốt thì chuyển thẳng lên đoàn. Và cả một cái phong trào những là phấn đấu rất là sôi nổi trong các em ấy. Và cho trước cái tình hình ấy thì tôi viết luôn cái bài hát là Tiến lên đoàn viên với cái mục đích là để cho các em thiếu niên vào cái quãng độ 13-14 tuổi phấn đấu để có thể trở thành ngay đoàn viên thanh niên được. Thế và bài hát ra đời thì rất là được các em ở mọi nơi hưởng ứng rất nhiều. Thì tôi cho rằng thì là có lẽ nó nói được một cái nguyện vọng, một cái ước mơ của tuổi trẻ, của tuổi nhỏ muốn làm cái gì đấy cao đẹp, tốt hơn cho đất nước. Cho nên thì là bài hát nó mới sống được đến ngày hôm nay. Mặc dù là nó không phải là một cái hành khúc đâu, nó là một cái bài hát đong đưa rất là vui, nhưng đồng thời chính ra thì nó nói lên một cái gì đấy, nó mang cái tính ước mơ. Cho đến ngày hôm nay mà bài hát còn được vang vọng. Mỗi kỳ mà kỷ niệm đoàn hay là sinh hoạt của tuổi nhỏ đấy mà hát lên ấy, thì tôi rất cảm động và coi như là một cái niềm động viên rất lớn đối với mình. Đây một mùa xuân trăm hoa hết tương bừng, đây thời niên thiếu hát ca vang lừng, khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu, quyết tâm liền rèn cho mình càng tiến lên đoàn viên. Em ước ao bao ngày đừng cháu bạc hồ đừng thay nước sau này, tiến lên đoàn viên theo đà tiên phong, bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh. Các bạn ạ, bài hát Đến lên đoàn viên đã được rất nhiều lớp đội viên yêu quý và hát vang. Đã có rất nhiều anh chị, cô chú đội viên cho đến bây giờ vẫn tâm sự. Khi hát bài Tiến lên đoàn viên thì kỷ niệm một thời gian lao khổ cực như hiện lại, nhưng đó cũng là những kỷ niệm thật vui. Bài hát đã truyền cho tuổi thơ một niềm tin trong sáng và một chí hướng phấn đấu thật rõ ràng.
tôi là một tổng phụ trách đội, được chứng kiến sự ra đời của bài hát Tiến Lên của đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Mấy chục năm nay đã trở thành một hoạt động truyền thống, nhân dịp 26 tháng 3, cán bộ trách đội cùng với các em đội viên, nhất là đội viên lớn, hát vang bài Tiến Lên đoàn viên, có như một tiếng kèn thôi thúc các em Tiến Lên đoàn viên Em Ước Ao Bao Ngày. Bài hát đó đã qua 45 năm, nhưng vẫn được các em đội viên yêu thích. Tôi nghĩ rằng bài hát đã sống mãi cùng năm tháng với các thế hệ Quảng Khăn Đỏ. Em rất thích bài hát Tiến Lên đoàn viên, vì bài hát này như một hồi kèn thúc giục chúng em để phấn đấu vào đoàn, mai sau giúp ích cho đất nước. Bài hát này rất hay và đúng với lứa tuổi thiếu niên của chúng em, lứa tuổi có nhiều ước mơ, và một trong những ước mơ đó chúng em mong muốn được trở thành hiện thực, đó là được làm người đoàn viên thanh niên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hát bài ca về ước mơ giản dị trong sáng ấy, bài hát Tiến Lên đoàn viên. Theo đạo thờ nhiều màu đấu tranh.
bạn ạ, có một bài hát cũng nói về ước vọng thiết tha vươn lên đoàn của tuổi thiếu niên. Và trong bài hát ấy, hình ảnh búp măng non dưới ngọn cờ đoàn được khắc họa khá rõ nét. Đó là bài hát Măng non dưới ngọn cờ đoàn. Bài hát ra đời cách đây 18 năm, sáng tác nhạc sĩ Phan Long. Từ hình ảnh măng non dưới ngọn cờ đoàn, bài hát đã như cho chúng ta thấy một bức tranh âm thanh sống động. Ở đó có niềm vui náo nức của tuổi thơ, ở đó có tiếng bước chân rộn rã, có niềm hăng say học tập chăm ngoan. Tất cả đó chính là bài ca phấn đấu đi lên bước theo ngọn cờ đoàn. Các bạn ạ, nhạc sĩ Phan Long đã có rất nhiều những bài hát dành cho tuổi thiếu nhi. Và cho đến nay, những bài hát ấy vẫn được tuổi thiếu nhi yêu thích. Như những bài Cánh chim tuổi thơ, từ Razalip đến Bác Bó. Bài hát Măng non dưới ngọn cờ đoàn ra đời đã lâu, nhưng những tình cảm mà bài hát mang lại cho tuổi thiếu nhi thì luôn luôn mới mẻ. Đó cũng chính là điều làm cho tuổi thơ yêu thích bài hát đó. Dưới ngọn cờ đoàn được ra đời trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một bài hát có giai điệu thiết tha, nói lên nguyện vọng cũng như sự phấn đấu của tuổi thiếu niên muốn trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản. Khi bài hát ra đời, tuổi thiếu nhi cũng tiếp nhận bài hát hết sức phấn khởi, và bài Măng non dưới ngọn cờ đoàn có thể nói là một trong những bài hát hay với chủ đề tuổi thơ hướng lên đoàn. Và từ khi em được vào đội đến giờ và cho đến lúc em được vào đoàn, em luôn luôn cố gắng học tập tốt, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức tốt. Và em rất muốn tham gia các câu lạc bộ, các công trình măng non, giúp đỡ các bạn nghèo vượt khó để em có một phẩm chất đúng của một người đoàn viên. Mong ước của em là sẽ được vào đoàn, nhưng bản thân em thì học tập và kỷ luật cũng chưa được tốt, nên em sẽ cố gắng rèn luyện tốt, học tập và kỷ luật để sẽ thực hiện được mong ước của mình. Những suy nghĩ, những tình cảm của các bạn đã được nói rõ trong một bài hát, đó là bài Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên, sáng tác của một nhạc sĩ rất đỗi quen thuộc đối với chúng ta, đó là nhạc sĩ Hoàng Vân. Bằng cách nói giản dị, chân thật, nhạc sĩ đã truyền cho chúng em cách hiểu, cách suy nghĩ về bước phấn đấu đi lên của người đội viên. Con đường phấn đấu đó, cùng với những ước mơ tới những chân trời xa, đó là chân trời của khoa học, của xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Bài hát Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên của nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác đầu năm 80. Ngay từ lúc ra đời, bài hát đã được cán phụ trách và kem đội viên đón nhận. Đến nay gần 20 năm, bài hát đó vẫn luôn luôn là lời nhắn nhủ thân thiết gần gũi với các em đội viên. Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên, em tiến trên con đường xa.
Bài hát đã động viên tuổi thiếu niên chúng mình sống và học tập sao cho có mục đích cao đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng nghe bài hát Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên. Mỗi khi một xuân về, chặng đường em đi tới đã tiến một bước xa. Mỗi khi mùa hè qua, cánh cửa trường rộng mở chờ đón em bước ra. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại một số bài hát nói về ước mơ vươn lên đoàn. Những bài hát ấy đã sống mãi với tuổi thơ qua biết bao nhiêu thời gian năm tháng. Chương trình Bài hát còn mãi với tuổi thơ xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.